Thưa quý vị, sau 2 năm bị gián đoạn bởi COVID-19, Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn lần thứ 7 năm 2023 chính thức tái ngộ người yêu âm nhạc Việt Nam tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh từ tối hôm nay. Liên hoan năm nay mở ra cuộc tranh tài ở 5 bảng đấu guitar, cùng với đó là cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức với các danh cầm tài hoa trong và ngoài nước. Đây là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng yêu thích nhạc guitar cổ điển bắt đầu từ năm 2014 đến nay. Và phóng viên Ngọc Quý có mặt tại lễ khai mạc liên hoan sẽ chuyển đến quý vị không khí của chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị, tâm trạng chờ đợi và sự phấn khởi khi Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn quay trở lại sau hơn 2 năm vắng bóng và sự góp mặt của các thành phần ban giám khảo là những tên tuổi lớn trên thế giới chính là điểm nhấn của Liên hoan năm nay. Và ngay tại lễ khai mạc thì khán giả đã được thưởng thức một tiết mục hòa tấu mang tên Lễ hội guitar với sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, kỳ vọng sẽ mở ra một kỳ liên hoan giàu cảm xúc và ý nghĩa với người xem lẫn những nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Nghệ sĩ mà coi như những đồng nghiệp thì chúng tôi rất là hào hứng. Có những người chia sẻ với tôi là họ nghĩ rằng là khi mà dịch Covid diễn ra thì mọi thứ chắc có lẽ là khó quay lại trở lại như cũ được. Nhưng đến hôm nay thì thấy là mọi thứ rất là có hy vọng và ánh sáng có vẻ là mang tới cho cái những cái người chơi đàn guitar cũng như là cái festival guitar nó rõ ràng hơn. Cơ hội rất lớn để cho những người yêu thích guitar, những người nghệ sĩ cũng như những học sinh cũng như là những người nghiên cứu về nghệ thuật guitar này được cơ hội tiếp xúc với những nghệ sĩ tên tuổi đến từ rất nhiều nước trên thế giới cũng như những nghệ sĩ xuất sắc, cũng như được thưởng thức những đêm nhạc xuất sắc của guitar tại kỳ thi lần này. Thì chúng tôi hy vọng là qua cuộc thi này, cái sức lan tỏa của cuộc thi sẽ mãnh liệt, cũng như sẽ cuốn hút được những người yêu thích guitar ngày càng nhiều hơn. Thưa quý vị, Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn năm 2023 sẽ kéo dài đến hết ngày 5 tháng 11. Và quý vị khán giả có thể đến trực tiếp thưởng thức phần trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng như là theo dõi các phần thi ngay tại phòng hòa nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian diễn ra liên hoan.